8 bí quyết để bạn có được một sự nghiệp như ý. Thứ nhất, khiêm tốn. Dù cho vị trí và lương bổng như thế nào, đừng bao giờ nghĩ là mình thông minh hay giỏi hơn người khác. Đó là cách cuối cùng để tách biệt bạn và dẫn bạn vào một ngõ cụt của sự nghiệp, một cuộc sống khổ sở và một sự đơn độc. Mọi người có thể tung hô rằng bạn giỏi giang như thế nào và những lời khen ngợi sẽ làm cho bạn cảm thấy mình đang trên đường trưởng thành sếp lớn. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình trên cấp người khác. Thứ hai, lắng nghe. Những ý tưởng lớn để phát triển công ty cũng như giúp đỡ người khác đa phần đến từ làm việc nhóm và thảo luận nhóm. Tất cả mọi người trong số nhân viên cũng như là đồng nghiệp, gia đình và bạn bè cũng có thể có một ý tưởng, hoàn thiện nó và nâng cấp nó lên một bậc mới. Hãy cẩn thận với những kẻ hay liếc nhìn đồng hồ khi bạn đang nói chuyện với họ. Hãy làm hết sức mình để giữ nhịp tập trung của mình. Ngày nay, nguyên nhân của việc không lắng nghe xuất phát từ nhiều thứ, nào là điện thoại thông minh, máy tính bảng và những thiết bị thu hút sự chú ý mà giới trẻ đang thích thú. Hãy cố gắng lắng nghe và hãy làm việc cùng nhau. Thứ ba, tiền bạc là phương tiện, không phải là đích đến. Công việc khiến bạn cảm thấy viên mãn và cho phép bạn có được một ảnh hưởng tích cực đến xã hội là một viên ngọc quý. Vì thế, đừng bị mê hoặc bởi những món tiền lớn và làm những công việc vô vị khác. Những công việc kết nối được sở thích, đam mê và tài năng còn quan trọng hơn nhiều so với một thu nhập béo bở. Thứ tư, biết cách tận hưởng cuộc sống. Hãy thiết lập các ranh giới cho công việc của bạn. Đừng bỏ ra tất cả thời gian mà bạn có ở đó. Nó không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Những người bạn yêu thương và những người yêu thương bạn không phải ở công sở cuối cùng vẫn quan trọng hơn nhiều. Càng về già thì điều này càng trở nên hiển nhiên hơn. Nhưng nếu bạn ngộ ra được điều này sớm hơn, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Vì thế, hãy làm việc chăm chỉ và đạt năng suất cao, nhưng hãy sống một cuộc sống toàn vẹn và giàu trải nghiệm. Thứ năm, có óc hài hước. Hãy biết tận hưởng những khoảnh khắc hoạt bát vui vẻ tại công sở trong giới hạn cho phép. Những liều thuốc giảm căng thẳng và tăng tinh thần làm việc của nhóm lên rất tốt. Hơn nữa, chúng ta nên vui vẻ làm việc vì điều này kích thích óc sáng tạo phát triển. Những ổ gà hay giảm sốc mà bạn phải đối mặt trên con đường sự nghiệp chỉ là nhất thời. Vì thế, đừng trầm trọng hóa vấn đề. Hãy cười và đùa giỡn với các đồng nghiệp, đặc biệt là tại thời điểm khó khăn sóng gió nhất. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Thứ 6, hãy cởi mở và không phán xét dựa vào bề ngoài. Tất cả mọi người có thể có ý tưởng để cải thiện công việc của mình. Bạn không cần phải có một vị trí quan trọng trong công ty để làm việc này. Nếu như bạn muốn trở nên xuất chúng, hãy biết trân trọng những ý tưởng và góc nhìn của người khác. Tương tự, hãy ở xung quanh những người biết tôn trọng kỹ năng và khả năng của bạn. Như đã nói ở trên, những kẻ ngu ngốc nghĩ mình thông minh hơn người khác bởi vì tiền, địa vị, danh vọng hay bất kỳ sự ngu ngốc nào khác cũng tiêu nhanh thôi. Thứ 7, tinh gọn thường tốt hơn. Tôi nhận ra rằng, thông thường một tổ chức trở nên lớn hơn, nó trở nên quan liêu và phi nhân bản hơn. Sẽ có những trường hợp ngoại lệ, nhưng thông thường bạn sẽ được thách thức và trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực hơn trong một công ty nhỏ. Nó cũng làm cho bạn cảm thấy mình có dấu ấn cá nhân hơn. Nếu như bạn làm việc cho một công ty lớn, hãy làm tất cả có thể để thổi cách suy nghĩ nhỏ đấy vào gã khổng lồ lớn ấy. Thứ 8, tin vào bản năng của mình, nhưng biết dùng cái đầu và kiểm tra số liệu để đối chứng. Khi bạn có một quyết định về sự nghiệp của mình, bản năng hay là giọng nói từ bên trong thường là một phần quan trọng cho việc bạn sẽ làm gì. Tuy nhiên, bạn cũng nên đi theo chuỗi suy nghĩ logic và đối chứng bản năng của mình với những số liệu mà bạn có được. Ví dụ, nếu như bạn có một cơ hội nghề nghiệp và bản năng xúi dục bạn rằng đây là một công việc phù hợp, hãy viết ra một danh sách những mặt được và hạn chế và hãy chắc rằng chúng được kiểm chứng với những số liệu. Người ta cũng hay nói, bạn không biết mình có gì cho đến khi mất nó. Hãy cố gắng nắm rõ mặt tốt và hạn chế của cơ hội nghề nghiệp với vị trí hiện tại của mình. Rồi bạn có thể nói rằng đó có phải là một bước đi khôn ngoan hay là một đoạn kết của sự nghiệp của bạn. Nếu như bạn đang thất nghiệp thì sự lựa chọn thường dễ hơn nhiều. Đó là 8 lời khuyên quan trọng nhất để có được nghề nghiệp hoàn mỹ dành cho bản thân.